bị đưa cho người phụ nữ trước mắt làm con tin ai ngờ lại bị cô ta hành hạ suốt một tuần đến một trăm lần không chỉ cơ thể không chịu nổi ngay cả tu vi cũng nhanh chóng giảm sút ngay cả các thái giám trong cung cũng dám cười nhạo tôi một cách vô lễ buổi chiều tối trong nhà kho trong đầu tô thần cô đơn đột nhiên xuất hiện hệ thống cập nhật hoàn tất đang khởi động vừa vào đã tặng cho tô thần một vòng quay may mắn dành cho người mới nhìn vào tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ thấp trước mắt tô thần cảm thấy mình lại bị hệ thống chơi một phố ngay lập tức cảm thấy thế gian này không đáng sống, cùng nhau hủy diệt đi. Khi hai người đang đánh nhau đến mức cá chết lưới rách, hệ thống đột nhiên thông báo. Chúc mừng ký chủ, đã trúng giải một triệu tỷ và một triệu điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng vô cùng đa năng, có thể nâng cấp bất kỳ kỹ năng nào của mình. Hơn nữa, mỗi điểm kỹ năng tương đương với 10.000 lượng vàng. Vậy chẳng phải là nếu tôi dùng điểm kỹ năng để tăng cường bản thân, sau đó đi mua một đống đan dược bổ dưỡng, Đến lúc đó, mặc kệ công chúa thứ 9 là ai, cũng phải ngoan ngoãn cầu xin tôi tha thứ, lúc này, tiểu tinh linh của hệ thống lại nói bên cạnh. Tôi khuyên bạn nên chú ý đến thọ mạng của mình. Tại sao chỉ còn nửa năm? Chết tiệt, thật sự bị con hồ ly tinh đó vắt kiệt rồi. Thôi, chuyện tuổi thọ để sau hãy nói. Bây giờ tăng cường bản thân trước, sướng trước đã. Theo một loạt thao tác của Tô Thần, Tu Vi trực tiếp tiến vào trong viên đá gương tròn, nhẹ nhàng vung ra một đòn, thật không ngờ lại triệu hồi ra một con rồng khổng lồ ảo tưởng. Chỉ thấy trong căn nhà tranh nơi mình ở, lập tức phát ra một tiếng nổ bùm. Khi tô thần còn đang đắm chìm trong, lúc bản thân đang nâng cao tu vi, một cô gái nhanh chóng tấn công tới, hóa ra là thị vệ thân cận của cửu công chúa. Tô Thần, ngươi muốn tạo phản sao? Có phải ngươi không muốn sống nữa nên mới chạm vào hắn một cái? Hắn liền bị gãy xương cánh tay thành bột. Sau đó hắn phun ra máu tươi rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ như vậy mà còn cạnh tranh trước gió đầu với 800.000 người. Lúc này, hệ thống đột nhiên giao nhiệm vụ cho tôi, bắt tôi cầu hôn cửu công chúa và thất bại, không có hình phạt, thành công có thể nhận được 5 điểm kỹ năng. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, thật không ngờ lại bắt tôi cầu hôn con hồ ly đó. Con hồ ly đó mỗi ngày đều hút dương khí của tôi, khiến tôi phải chịu đựng suốt nửa năm. Ngươi còn bắt ta cầu hôn hắn, hơn nữa, tôi đã có hàng triệu điểm kỹ năng, có thiếu 5 điểm kỹ năng không? Hệ thống lo lắng tôi sẽ hành hạ hắn lập tức dùng lời ngọt ngào để an ủi tôi, dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên tôi nhận nhiệm vụ này. Nói rằng trước đây con hồ ly đó mỗi ngày đều muốn đấu với tôi 70 hiệp, khiến tôi khổ sở như vậy, bây giờ tôi đã lật ngược tình thế, nếu cầu hôn thành công, hắn sẽ tình nguyện phục vụ tôi. Nghĩ đến cảm giác đó thật kích thích. Những lời này thực sự chạm đến trái tim tôi. Không ngờ rằng tôi, Tô Thần, cũng có ngày hôm nay. Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi sắp chạm vào nút bấm, tôi thấy hệ thống cười rất gian xảo tôi đón em gái của bạn à nhóc con còn muốn gài bẫy tôi à hệ thống vẫn đang cố gắng che giấu miệng thì luôn nói là vì tốt cho tôi tất nhiên tôi phải chiếm được cửu công chúa nhưng lão tử có một triệu điểm kỹ năng còn cần phải nhận nhiệm vụ vớ vẩn của bạn nữa à hệ thống sau này đừng hòng điều khiển lão tử nữa từ hôm nay lão tử gặp người giết người gặp phật giết phật chưa kịp nói hết câu không biết từ đâu hai tiểu thái giám xông ra bao vây tôi chặt chẽ nhìn kỹ lại hóa ra là cao thủ cấm vệ quân cấp huyền. Xong rồi, tiêu đời rồi, đánh không lại đâu. Rõ ràng là đến để trả thù không cho tôi cơ hội giải thích. Hét lớn một tiếng rồi vung đao chém tới tôi. 36 kế, chạy là thượng sách, tôi tập trung nội lực, cắn răng. Một cú nhảy đã bật ra xa hai dặm. Các tiểu thái giám cảm thán. Về thân pháp của tôi. Cũng nghĩ rằng, trên người tên phế vật này chắc chắn có bí mật gì đó. Chạy một mạch, tôi đã trốn đến tiệm đan thành bước chân thanh ba tầng mười của lão tử bỏ xa đến mức hắn không thấy đèn hậu mở cửa phòng mùi hương thuốc nồng nàn sọc vào mũi những làn hương dẫn dắt tôi tiến về phía trước nhiều dược liệu thế này lần này coi như nhặt được bảo bối rồi nếu có thể luyện ra thuốc chắc chắn có thể bù đắp lại tuổi thọ của tôi tôi quay đầu hỏi hệ thống làm thế nào để có được kỹ năng luyện dược không ngờ hệ thống lại đòi hỏi quá đáng nói rằng hành vi trước đây của tôi đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho linh hồn của nó. Cần bồi thường tinh thần một triệu điểm kỹ năng. Lão tử bắn một phát điện pháo ngươi lại dám nhắm vào điểm kỹ năng của lão tử. Hệ thống bĩu môi. Nói rằng nếu không có nó, lão tử sẽ không thể học được kỹ năng luyện dược. Hừ, trong đại điện này chắc chắn có luyện dược sư. Ta chỉ cần hỏi một chút là được. Ta nhìn quanh. Ở đây chẳng có một bóng người. Đột nhiên, một bóng đen lạnh lẽo xuất hiện sau lưng ta nhóc con, ngươi nói ai là ma. Ông lão này cầm một cuốn sách bá đạo tổng tài yêu tôi. Cứ khăng khăng nói đó là đơn phương tuyệt thế, nhìn kỹ, da người này trắng bệch. Đầy nếp nhăn. Ông lão giận dữ mắng mình là luyện dược sư số một của nước sở, chiến thần, thật là một người tài giỏi. Đứng trước mặt ta lại là hoàng chiến nổi tiếng. Ông lão với vẻ mặt kiêu ngạo hừ một tiếng, bị danh tiếng của lão phu làm cho sợ hãi rồi chứ gì xin lỗi, chưa từng nghe qua ông lão ngã một cú đau điếng đứng dậy liền bắt đầu chửi rủa ta ta rất khó hiểu đường đường là luyện dược sư số một của nước sở tại sao lại bị giam ở đây trong đôi mắt già nua của ông lão ánh lên một tia hồi ức hóa ra năm xưa ông lão luyện dược thất bại biến đan dược kéo dài mạng sống thành đan dược tử vong khiến tiên đế đột tử vì áy náy mà tự giam mình lại đột nhiên ông lão thay đổi giọng điệu nhóc con ngươi không phải muốn học luyện dược sao nói rồi liền đặt hai tay lên vai ta nhìn ta có cốt cách kỳ lạ bảo ta bái ông làm sư phụ truyền dạy cho ta kinh nghiệm luyện dược cả đời của ông nghe xong ta vui mừng không tả xiết không ngờ lại có vận may như vậy nhưng nghĩ lại ta là người có hàng triệu điểm kỹ năng chỉ cần học được những điều cơ bản về luyện dược sau đó có thể dùng điểm kỹ năng để nâng cấp hoàn toàn không cần phải bái sư vì vậy ta nói với ông lão trước tiên mượn một cuốn sách nhập môn về luyện dược để xem xin lỗi ông lão ta muốn học chùa chẳng lẽ ngươi muốn tự học thành tài ta ngượng ngùng che đầu nói biết đâu ta là thiên tài tuyệt thế thì sao ông lão với vẻ mặt khinh thường từ trong ngực lấy ra một cuốn bí kíp cầm lấy đi thanh niên ta cầm cuốn bá đạo tổng tài yêu tôi không đúng đây là đan dược mới nghiên cứu gần đây của ta Ngươi chắc chắn sẽ tin đúng không? Ta cầm cuốn bí kíp, đối diện với hệ thống liền nâng cấp liên tục. Hay hay, ông lão. Để ngươi thấy sự lợi hại của việc khách. Ông lão với vẻ mặt đắc ý đứng bên cạnh nhìn. Thanh niên, bây giờ biết luyện đan không dễ rồi chứ? Ta đã học được rồi. Đợi đã, ngươi nói gì? Không thể nào, ta không tin ngươi, nhóc con. Ngươi dám đùa giỡn ta? có phải muốn trải nghiệm sự lợi hại của lão phu không tô thần dựa vào kỹ năng chăm sóc sau sinh của lợn nái thành công thuần phục sở yên nhiên làm nô lệ còn lấy lại dương khí bị cướp mất chỉ thấy sở yên nhiên cầm đao đâm về phía tô thần nhưng không ngờ tô thần sau khi được cường hóa liền khóa chặt ít hầu của số phận nhìn thấy sở yên nhiên sắp không thở nổi tô thần liền ném sở yên nhiên bay ra ngoài hôm nay ta sẽ để ngươi tự động nói rồi tô thần giơ hai ngón tay trước mặt sau đó hét lớn một tiếng tụ, một tia laser bắn từ đầu ngón tay về phía trán của Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên lập tức bị choáng váng. Lúc này hệ thống cũng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đã thành công thuần hóa hồ ly chín đuôi. Sở Yên Nhiên tỉnh lại với vẻ mặt không thể tin được, không ngờ đúng không? Chỉ trong một đêm, ta đã dựa vào cuốn sách chăm sóc sau sinh của lợn nái, thành công trở thành thuần thú sư. Trên người ngươi đã bị ta đánh dấu. Ngươi không thể trốn thoát. Sở Yên Nhiên thất vọng không cầu xin tha thứ. Ngược lại yêu cầu Tô Thần bây giờ giết mình. Chỉ vì sợ thân phận của mình bị người khác biết. Tô Thần nhẹ nhàng vuốt đầu Sở Yên Nhiên. Mặc dù lúc đầu ngươi suýt hút cạn ta, nhưng ngươi cũng là người phụ nữ đầu tiên của ta, ta sẽ không giết ngươi. Sở Yên Nhiên rất cảm động. Dù sao còn sống, ai cũng không muốn chết như vậy. Điều khiến Tô Thần kinh ngạc. Chỉ một câu nói đã thành công tăng 5 điểm trung thành của sở yên nhiên. Tô thần như phát hiện ra châu lục mới. Bắt đầu chiến lược tán tỉnh của mình, như là muốn tặng ngươi nhiều son môi. Để ngươi mỗi ngày trả lại ta một chút và nhiều lời tán tỉnh khác. Hoàn toàn làm sở yên nhiên bối rối. Mức độ đó thật như ngồi tên lửa. Tăng vọt lên, sở yên nhiên với khuôn mặt e thẹn cũng không khỏi nói. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em, trước đây em đã hấp thụ không ít khí chất của anh, hay là trả lại hết cho anh nhé trả lại thế nào? Thứ này có thể trả lại được sao? Sở yên nhiên thở hổn hển. Tất nhiên là đến thế nào thì trả lại thế đó. Sau đó, hai người bắt đầu một cảnh tượng đầy kích động. Sở cốc yên nhiên chắc chắn không ngờ rằng, ngay cả mẹ cũng không thoát khỏi móng vuốt của tô thần, bị người phụ nữ trước mắt phát kiệt một trăm lần trong một tuần. Suýt nữa thì mất mạng, khó khăn lắm mới thoát ra được, chưa đầy hai phút lại bị người đó dẫn người đến chặn cửa may mà ông già trong nhà khá lợi hại một cái tát đã đập một phần cơ thể của người đó lên tường đến mức không thể gỡ ra được cửu công chúa kiến tử lại dám kiêu ngạo còn muốn tôi quay về hầu hạ tô thần làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời một trận khiêu khích thành công khiến cửu công chúa tức giận bị ông già đánh một cú mạnh bị tát bay ra ngoài đôi giày cao gót dưới chân cũng bay ra cửu công chúa ấm ức chạy đi mách cha. Ôm chặt lấy cha và khóc quả không buông. Tuy nhiên, khi cửu công chúa vừa than thở về việc tối nay sẽ hành hạ tô thần như thế nào, dây tiếp theo đã bị cha lại một lần nữa tát bay ra ngoài. Không phải tôi rất dễ thương sao, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao cha lại làm vậy? Ít nói thôi, người đâu, kéo ra ngoài. Hóa ra là vì. Cha trước đó vô tình thấy tô thần luyện đan, chỉ thấy trong lòng bàn tay của Tô Thần từ từ bốc lên một ngọn lửa. Hét lớn một tiếng, thuốc đến, sau đó ngay lập tức từ tay ngưng tụ thành đan dược. Khiến lão già kinh ngạc vô cùng, đây chính là kỹ thuật luyện đan cấp tông sư. Và tất cả những điều này đều được cha nhìn thấy, vì vậy, ông vội vàng bắt đầu nịnh bợ Tô Thần. Đưa tất cả các loại dược liệu vào. "Đại sư Tô, đây đều là những tinh phẩm do các nước cống nạp. Xin mời đại sư Tô vui lòng nhận lấy." Tô Thần lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, vậy thì viên đan dược kéo dài mạng sống này ta ban cho ngươi viên đan dược kéo dài mạng sống này cho lão già ngươi nghiên cứu hoàng chiến kích động đến mức quỳ xuống ngay lập tức cầu xin tô thần nhận mình làm đồ đệ quả nhiên sức hút cá nhân vô cùng lớn muốn khiêm tốn cũng không được sau đó liền bắt đầu học các bí kíp cống nạp trong đó có một cuốn về chăm sóc sau sinh cho lợn nái vô cùng tinh tế nhưng ai bảo tô thần có hách chỉ trong chớp mắt đã học xong toàn bộ sách lúc này một tiếng ẩm vang lên chỉ thấy sở yên nhiên đá tung cửa phòng tối nay ngoan ngoãn theo ta về đấu 300 hiệp ta sẽ tha cho ngươi một mạng tuy nhiên hắn lại không biết rằng tiếp theo sẽ là bị pháp chăm sóc sau sinh cho lợn nái của tô thần trực tiếp thuần hóa thành nô lệ tô thần đối diện với mỹ nhân kiều diễm trước mắt lại yếu đuối bất lực thậm chí một tay đẩy ngã nàng xuống đất chỉ vì trước đó nếp tiểu nhiên liên tục thay đổi hình thái đã để lại bóng đen trong lòng tô thần tô thần buồn bã trở về phòng ngủ sở yên nhiên từ từ mở đôi mắt đẹp người ta nhớ anh rồi cảm giác lại có thể rồi tô thần đầy vẻ buồn bã buông tôi ra đi bây giờ tôi không có hứng thú với phụ nữ tại sao chẳng lẽ chỉ một đêm mà anh đã kiệt sức rồi sao tô thần nổi giận quay người đẩy ngã sở yên nhiên có tin là bây giờ tôi sẽ làm cô khóc không được được mà người ta rất mong đợi đấy tô thần vừa lao tới thì thấy người phụ nữ trước mắt đột nhiên biến thành như hoa, sợ đến mức Tô Thần vội vàng hét lên, tôi không muốn lái xe tăng, rồi từ từ mở mắt, nhưng phát hiện trước mắt vẫn là mỹ nhân kiều diễm đó. Tô Thần tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nói, đồ khốn, Ninh tiểu nhiên lại khiến tôi có ám ảnh với phụ nữ rồi. Tô Thần mặt đầy u sầu. Yên nhiên, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, tại sao? Chẳng lẽ anh chê bai em sao? Tô Thần ngẩn người. Không thể để cô ấy biết lý do thật sự được, vì vậy, anh nghiêm túc nói, tất nhiên là không phải. Tôi chỉ cảm thấy mình nên cố gắng tu luyện thôi, vì chỉ có như vậy tôi mới có thể bảo vệ em được, đồ ngốc." Nghe vậy, Sở Yên nhiên vô cùng cảm động, ôm lấy quần áo rồi định rời đi. "Vậy em sẽ không làm phiền việc tu luyện của anh nữa." Khi rời đi, cái đuôi phía sau cũng đang vẫy vẫy trong hạnh phúc. Ngay sau đó, Tô Thần lấy ra một viên đại lực hoàn, nuốt hết một lần. Trong chớp mắt, anh biến thành siêu Saiyan, toàn thân bùng phát ra ngọn lửa mãnh liệt, lúc này đệ tử mà Tô Thần nhận một cách dễ dàng đột nhiên tìm đến. Hóa ra là cậu ta bị người khác sỉ nhục khi luyện đan, cầu xin Tô Thần giúp cậu ta xả giận, liệu Tô Thần có thể bỏ qua cơ hội thể hiện này không? Anh nhẹ nhàng thể hiện vài chiêu, khiến mọi người kinh ngạc, trong số đó có một cô gái, ôm chặt lấy chân Tô Thần không buông. "Cầu xin anh giúp đỡ cứu cha của cô ấy." Tô Thần quên mất, "Ôi trời ơi." "Đây là kiểu của tôi." "Được rồi, được rồi, vậy chúng ta về nhà xem bệnh của cha cô trước." Tô Thần đã thành công thuần phục cửu vĩ yêu hồ. Nhưng không ngờ rằng sáng hôm sau đã bị mẹ của cô ấy tìm đến. Tô Đại Sư, tôi có đẹp không? Hồ Quý Phi, bộ đồ này thật trắng, không đúng. Thật lớn, cũng không đúng. Tô Đại Sư thật là người có tình cảm. Thiếp thân lần này đến là vì con gái nhỏ. Cầu xin Tô Đại Sư tha cho nó. Đây là âm hồn trong bên trong phòng ấn một thiên giai quỷ phó. Chỉ cần Tô Đại Sư nhỏ máu nhận chủ. liền có thể điều khiển sinh tử của quỷ phó. Hồ Quý Phi khách sáo rồi. Tiểu Hữu này làm sao dám nhận của Hồ Quý Phi? Yên tâm đi, chỉ cần Sở Yên Nhiên muốn về, tôi sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, trong lòng Tô Thần lại nghĩ thầm, sau khi trải nghiệm sức mạnh của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ không thể dừng lại, muốn về hay không còn chưa biết. Ngay sau đó liền vội vàng tiễn Hồ Quý Phi đi. Rồi bắt đầu triệu hồi quỷ phó không ngừng nghỉ. Sau một hồi rung động dữ dội của âm hồn châu, dần dần một đám khói hình thành một hình người trong mắt tô thần tràn đầy mong đợi quả nhiên không phụ lòng mong đợi xuất hiện một cô gái xinh đẹp như hoa tô thần ngay lập tức ngây người chắc chắn là tôi mở sai cách lại nào quỷ phó ninh tiểu nhiên ra mắt chủ nhân như hoa lại xuất hiện lần nữa tô thần đau lòng đến tột cùng quỳ xuống đất đập mạnh xuống đất tôi chỉ muốn một lô ly hoặc một chị gái gì cũng được Ninh Tiểu Nhiên cười trộm. Sau một tiếng bùng, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc váy dài màu xanh xuất hiện trước mắt. "Xin lỗi nhé, vừa rồi chỉ là đùa thôi." Tô Thần vội vàng tiến lên bắt đầu tỏ ra ân cần. Cô chính là Ninh Tiểu Nhiên, khi còn sống đã bị luyện thành quỷ phó như thế nào? Tôi vốn là trưởng công chúa của Ninh quốc, 700 năm trước vì chiến loạn mà ôm hận với Sở quốc bị người bắt và luyện thành quỷ phó. Tiểu nhiên có thể hóa thân thành khí linh nhập vào vũ khí. Tất nhiên cũng có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của chủ nhân. Tô thần cười hì hì, thật không? Ngay sau đó liền lao vào tiểu nhiên. Nhìn thấy hệ thống cũng không thể chịu nổi, vì, xúc sinh, ngay cả quỷ cũng không tha. Nhưng không ngờ tiểu nhiên trực tiếp biến thành như hoa. Một tay kéo tô thần vào lòng. Tôi đã sẵn sàng rồi. Anh, anh. Anh nếu dám làm thật, tôi sẽ chết. Người phụ nữ tiết kiệm vì một viên đan duy trì mạng sống, sẵn sàng giao mình cho tô thần. Nhìn thấy mỹ nhân sắp quỷ xuống. Tô thần vội vàng tiến lên đỡ. Cô Lâm không cần làm lễ lớn như vậy. Tôi bị cô Lâm cảm động, tuyệt đối không có, ý định lợi dụng thân thể của cô. Tôi biết công tử khí độ phi phàm Tuyệt đối không phải người tham lam sắc đẹp của người khác. Vừa rồi đều là nguyệt như xúc phạm công tử. Tô thần lập tức quay người. Cô nghĩ như vậy tôi rất vui. Thực ra trong lòng đang khóc. Xin hãy xúc phạm tôi. Xúc phạm tôi thật nhiều. Viên đan duy trì mạng sống nhỏ. Tô mấy. thần ba lần năm lượt liền luyện thành. Ngoan, cô cầm lấy đi. Đan dược tôi luyện chắc chắn hiệu quả hơn của người khác. Công tử đại ân, Nguyệt Như không biết lấy gì báo đáp. Đợi cha được chữa khỏi, nhất định sẽ đến nhà xin lỗi. Lâm Nguyệt Như vừa đi trong lòng vừa nghĩ. Tô thần là người đàn ông tốt có thể gửi gắm cả đời, nhưng không thấy hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt tô thần các người không hiểu từng có một cơ hội tuyệt vời trước mắt tôi tôi vì thể hiện mà không trân trọng đến khi mất đi mới hối hận không kịp mau đi đi tôi muốn rời khỏi nơi đau lòng này liếm vết thương của mình chỉ thấy đệ tử phía sau đột nhiên nhảy ra sư tôn hay để con giúp người tô thần ngay lập tức nổi ra gà khắp người đừng 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 không cần đâu tôi tự làm được thôi được tôi chịu nếu tôi không nhìn nhầm biểu cảm của hắn đầy thất vọng chắc chắn không phải vì không liếm được tôi mà thất vọng đúng không đợi đã bây giờ trong đầu tôi toàn là các cô gái chẳng lẽ bóng đen mà lâm tiểu nhiên để lại cho tôi đã tan biến hết rồi sao sợ yên nhiên mau ra đây tôi đã trở về anh hét to thế làm gì anh làm phiền cả việc săn bắn của tôi rồi nhìn lại hệ thống hóa ra là vì mấy ngày nay không để ý đến nó dẫn đến nó. độ trung thành giảm nhanh chóng đi theo tôi về phòng về thì về sợ anh chắc nhưng lại bị bắt quả tang tại phòng quý phi. Tô thần vội nói, tôi tưởng chỉ có mình tôi không ngủ được, không ngờ quý phi hồ cũng chưa ngủ. Tô đại nhân vì sao mà không ngủ được? Tô thần vội đứng dậy, tất cả là vì quý phi hồ. Lần gặp trước, tôi đã bị khí chất của nàng cuốn hút sâu sắc. Đêm nay không thể kiềm chế được lòng mình. Nên mới mạo muội đến đây. Thật không giấu gì. Tôi cũng đã bị phong thái của Tô Đại Nhân chinh phục từ lâu. Tô Thần lập tức phấn khích hóa ra nàng cũng thích tôi, vậy chúng ta tâm đầu ý hợp, bắt đầu bước tiếp theo thôi. Quý Phi hồ ngượng ngùng nói, bước tiếp theo là gì? Tôi không hiểu. Không hiểu cũng không sao. Tôi sẽ dạy nàng từng bước, tôi có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần nàng phối hợp tốt là được, được, tôi đảm bảo. Ngay sau đó, Quý Phi hồ từ từ tụ khí linh, rồi mạnh mẽ đánh về phía tô thần, đảm bảo đưa anh xuống địa ngục. Ai ngờ bàn tay lại xuyên qua cơ thể tô thần, không gây chút tổn thương nào. Ngay sau đó, Tô Thần chạm nhẹ vào trán Quý Phi Hồ. Hệ thống lập tức thông báo, chúc mừng ký chủ đã thuần hóa thành công hồ ly ba đuôi, lần này Quý Phi Hồ tỉnh lại, trong lòng không thể kháng cự lại Tô Thần. Đừng nghĩ nữa, cả nàng và chị nàng đều đã bị tôi thuần hóa. Tiếp theo, tôi còn một việc cần nàng phối hợp. Nói rồi liền đẩy ngã Quý Phi Hồ. Bảo bối, tôi đến đây. Tô Thần liền đến bên giường. Ngồi xuống bắt đầu cậy sàn nhà. Quý phi hồ không hiểu, lên tiếng hỏi, "Anh đang làm gì vậy?" "Đừng vội, sắp xong rồi." Hóa ra dưới sàn nhà giấu một hộp gỗ tinh xảo. Tô Thần vội mở ra. Chỉ thấy một thanh kiếm, phát ra ngọn lửa xanh. Nằm yên trong hộp. Quý phi hồ chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, "Tại sao trong phòng ngủ của ta lại giấu một thanh bảo kiếm, nhưng chủ nhân thật giỏi, cũng có thể phát hiện ra." Tô Thần vận khí linh hoạt, nhưng không ngờ thanh kiếm không hề động đậy hệ thống bên cạnh chế diễu, anh không đủ sức, thực lực không đủ. Cái gì, ngươi nói ta không đủ Ngay sức. Ngay sau đó, tô thần tức giận. Quay người bỏ lại quý phi hồ để đi tu luyện đột phá. Quý phi hồ phía sau vội hét lên, anh đi đâu vậy? Chủ nhân, tôi còn đang đợi đây.